Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 9 năm 2017, lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt 3,375 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% so với cuối tháng 8 năm 2017 và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh từ thị trường Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 60%, từ khu vực châu Âu là khoảng 19%. Dòng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng đều đặn qua các năm, được xem là dòng vốn vàng hỗ trợ cho nền kinh tế Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, bất động sản, chứng khoán. Vậy đâu là lĩnh vực chính hút dòng kiều hối hiện nay? Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại liệu có chảy máu ngoại tệ hay không khi lãi suất đô la Mỹ hiện nay vẫn ở mức 0%. Và đâu là giải pháp để thu hút dòng kiều hối cho nền kinh tế Việt Nam? Tất cả sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này với chủ đề hút dòng chảy kiều hối. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua bức tranh kiều hối trong những năm qua và 9 tháng đầu năm 2017. Trong những năm gần đây, lượng tiền kiều hối chuyển về nước đã liên tục tăng. Cụ thể, năm 2012 đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 10 đến 15% so với năm 2011. Năm 2013, kiều hối tiếp tục tăng đạt mức 11 tỷ đô la Mỹ và cán mốc 12 tỷ đô la Mỹ trong năm 2014. Với những chính sách ngày càng thông thoáng và sự ấm lên của thị trường bất động sản, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2015 ước đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2014. Trong đó, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh gần 50%, đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mục tiêu ban đầu là 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm mà kiều hối đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, trong năm 2016, lượng kiều hối đã sụt giảm 33%, chỉ còn ở mức 9 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do các ngân hàng cắt giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống 0% từ đầu năm. Lãi suất thấp không kích thích việc kiều gửi tiền về nước. Ngoài ra, nguyên nhân sụt giảm còn do những bất ổn từ kinh tế thế giới, chính sách ủng hộ nền kinh tế trong nước và nỗ lực nâng giá trị đô la Mỹ của từng tổng thống Mỹ. Bước sang năm 2017, theo thống kê cho thấy, kết thúc nửa đầu năm, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các kênh chính thức đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, và lượng kiều hối bất ngờ tăng mạnh đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, ước tính đến tháng 8 năm 2017. Kết thúc 9 tháng đầu năm thì lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh được thống kê đạt 3,375 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng kiều hối chủ yếu vẫn đến từ thị trường Mỹ, chiếm trên 60% và châu Âu khoảng hơn 19%. Trong đó, theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thì lượng kiều hối ngày càng chảy mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì đầu tư bất động sản hay cất giữ như trước đây. Cụ thể, 72% kiều hối được chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 22% chảy vào bất động sản và 6% dùng cho chi tiêu cá nhân. Hơn 70% lượng kiều hối đổ về Việt Nam chảy vào sản xuất kinh doanh. Đây là con số được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thống kê cho biết. Như vậy, khác với mọi năm trước, cơ cấu kiều hối ngày càng chảy mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì đầu tư bất động sản hay cất giữ như trước đây. Tín hiệu này cho thấy điều gì? Và sự thay đổi cơ cấu này có tác động thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Và làm thế nào để kiều hối chảy đúng hướng? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ trả lời cho những vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tổng lượng kiều hối hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm 2017, thì cơ cấu kiều hối ngày càng chảy mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì đầu tư bất động sản hay cất giữ như trước đây. Cụ thể, 72% kiều hối được chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 22% chảy vào bất động sản và 6% dùng cho chi tiêu cá nhân. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang được cải thiện tích cực, kéo theo nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Có thể thấy rằng là một lượng rất lớn kiều hối đã được đưa vào các hoạt động sản xuất kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đó là nhờ vô cái việc mà chính sách khuyến khích, chính sách tạo điều kiện, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa đó là cái sự mà gọi là điều hành của chính phủ, sự điều hành của lãnh đạo thành phố để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế gọi là mạnh dạn đưa vốn vào cho sản xuất kinh doanh cũng là những cái yếu tố, những cái nguyên nhân hay là chúng tôi cho rằng đó là những cái thuận lợi rất cơ bản để cho người dân mạnh dạn gọi là thành lập doanh nghiệp, để người dân mạnh dạn gọi là đưa vốn vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đánh giá về mặt tích cực, các chuyên gia kinh tế cho biết với cơ cấu này, kiều hối sẽ là nguồn cung ứng vốn cho doanh nghiệp hiệu quả và lâu dài hơn, bởi đây là dòng vốn gửi về trong nước vô điều kiện. Khi kiều bào đầu tư trên quê hương, khả năng bị rút vốn như các doanh nghiệp FDI sẽ không có.
Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, máy móc mà không lo bị thiếu hụt vốn. Thì rõ ràng là kiều hối là một trong những cái lượng dòng tiền khá là ổn định so với FDI rất nhiều. FDI nó là một trong những dòng tiền chủ động và có thể rút ra bất cứ lúc nào. Riêng kiều hối thì nó là một cái dòng tiền lượng thường là nó sẽ là đi theo một chiều. Do đó là cái lượng kiều hối sẽ là một trong những cái dòng tiền hỗ trợ rất tốt cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà tác động trực tiếp đến từng doanh nghiệp, và nó hỗ trợ dòng vốn working capital rất tốt cho từng doanh nghiệp. Kiều hối là chúng ta nhận mà chúng ta không phải hoàn lại, không phải trả vốn, không phải trả lãi. ODA hay FDI vân vân thì chúng ta nhận kiều hối thì chúng ta cũng phải gọi là không những là chúng ta còn phải chịu trách nhiệm gọi là hoàn trả vốn lãi, mà chúng ta còn phải có khi là chúng ta phải chịu nhiều cái kiểu là cam kết nó chặt chẽ hơn. Ví dụ như sử dụng công nghệ của các nước sở tại chẳng hạn, để mà sử dụng cho cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó kiều hối thì chúng ta không phải chịu một cái áp lực nào cả. Chính vì thế, để có thể hướng dòng kiều hối chạy đúng hướng, mà cụ thể ở đây là vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thì chính bản thân các doanh nghiệp cũng cần phải tự mình nỗ lực hơn nữa trong việc tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, mà cụ thể là sự minh bạch trong hoạt động, sổ sách, giấy tờ của doanh nghiệp. Thứ nhất là minh bạch trên các cái số liệu, sổ sách về kế toán. Minh bạch ở đây có nghĩa là trên các cái dự án, các cái kế hoạch hành động, các cái kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nó phải thực sự rõ ràng, mang tính thuyết phục. Và cuối cùng đó là cái việc kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó phải được minh bạch qua từng các thời kỳ, qua từng năm, để cho nhà đầu tư họ có thể dựa vào đó, họ cân nhắc và họ có thể yên tâm khi mà họ rót vốn vào đầu tư. Riêng với những cái doanh nghiệp mà chưa được niêm yết hoặc là chưa có sự can thiệp của kiểm toán thì những cái thông tin minh bạch này những cái thông tin này lại không được minh bạch. Do đó là chính những doanh nghiệp cần phải cải thiện cái tính minh bạch của mình. Cho nên là đó là một trong những cái yếu tố mà giúp thu hút cái nguồn lượng kiều hối. Có nghĩa là dòng tiền không thiếu. Thiếu là ở sự tin tưởng của cái dòng tiền này, có liệu tôi có thể ủy thác được cái nguồn tiền này để cho anh để thực thi hoặc là để sản xuất hay không. Ước tính trong năm 2017, kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt khoảng 5,7 đến 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6% so với năm 2016. Với mức tăng tích cực này, kiều hối sẽ có cơ hội chảy mạnh vào sản xuất kinh doanh nhiều hơn, từ đó góp phần vào hỗ trợ tích cực hơn cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam có nhu cầu vốn mà không phải vay mượn. Thưa quý vị, mặc dù kiều hối chảy về Việt Nam đã và đang tăng trong nhiều năm vừa qua, tuy nhiên hiện nay một số ý kiến lo ngại nguy cơ chảy máu ngoại tệ khi Việt Nam vẫn duy trì lãi suất huy động đồng đô la Mỹ ở mức 0%, khi một công bố mới đây của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ cho thấy, từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017, người Việt đã bỏ ra khoảng 3,06 tỷ đô la Mỹ để mua bất động sản, chủ yếu là nhà tại Mỹ. Vậy đây có thực sự là tín hiệu đáng lo ngại hay không? Phóng sự sau sẽ trả lời cho câu hỏi này. Mời quý vị cùng theo dõi. Là những người thường xuyên nhận được nguồn tiền kiều hối từ Mỹ gửi về, chị Xuân, một nhân viên văn phòng cho biết, mặc dù hiện tại lãi suất đô la Mỹ ở mức 0%, nhưng chị vẫn duy trì gửi tiền đô la Mỹ tại ngân hàng bởi nhu cầu đi du lịch hay thăm gia đình ở nước ngoài. Thì hiện tại thì tôi được biết là khi mà gửi cái USD vào ngân hàng thì lãi suất bằng 0. Nhưng mà tôi vẫn thấy nó không làm cái gì đó nó bất tiện quá với mình. Tại vì thực tế là tôi vẫn có một cái nguồn tiền từ nước ngoài gửi về hàng tháng. Khi mà tiền đô gửi về trong tài khoản ngân hàng á, thì khi mà tôi cần dùng á, tôi không có phải đến ngân hàng để mà tôi làm thủ tục mua bán chuyển đổi nó phức tạp. Nên tôi cần thì tôi cứ việc đến đó rồi tôi rút ra tôi dùng thôi. Mặc dù là lãi suất bằng không đó, nhưng mà cái việc gửi vào ngân hàng nó làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn khi mà mình được ngân hàng giữ lại cái khoản tiền đó. Tuy nhiên, gần đây tiếp tục nổi lên một số ý kiến lo ngại trước nguy cơ chảy máu ngoại tệ khi Việt Nam vẫn duy trì lãi suất huy động 0%. Bởi việc gửi đô la Mỹ tại các ngân hàng Việt Nam không được hưởng lãi suất đã và đang tạo chênh lệch ngày càng lớn giữa lãi suất tiền gửi đô la Mỹ trong nước và quốc tế. Từ đó, nhiều người cho rằng có thể kích thích sự chuyển dịch đô la Mỹ từ trong nước ra nước ngoài. Trước lo ngại này, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện tại nguồn ngoại tệ tại các ngân hàng cũng như tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở trạng thái tốt, không những không giảm mà còn tăng so với đầu năm. Lượng mà huy động bằng ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố á, thì không những là không giảm mà nó còn tăng lên. Cụ thể như là trong 9 tháng đầu năm thì huy động ngoại tệ cũng đã tăng lên khoảng gần 6% so với đầu năm. Chúng ta thấy rằng đó là không phải đó là lãi suất 0% là huy động ngoại tệ không được, vẫn được.
và cũng vẫn đã có tăng lên, và từ đó cũng góp phần tạo điều kiện để cho có tăng thêm nguồn cung về ngoại tệ cho nền kinh tế. Các ngân hàng vẫn mua được ngoại tệ, coi như là ngoại tệ, những nhu cầu ngoại tệ chính đáng của nền kinh tế, ngân hàng vẫn đáp ứng đầy đủ, và qua đó thì ngân hàng nhà nước cũng tăng được cái dự trữ ngoại hối của mình. Nhận định về chính sách hạ lãi suất huy động đô la Mỹ ở mức 0%, các chuyên gia kinh tế cho biết vẫn nên tiếp tục duy trì chính sách này bởi hiện nay thanh khoản thị trường vẫn tốt, các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của tổ chức cá nhân đều được hệ thống ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Các tổ chức tín dụng vẫn hay huy động được nguồn ngoại tệ từ khách hàng. Điều này cho thấy tình trạng đi đêm lãi suất tại các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu xảy ra. Hiện nay thì rõ ràng là cái con số đang chứng minh rất là rõ là cái riêng ngân hàng nhà nước chúng ta đang hiện nay đang được thặng dư rất là tốt. Đấy. Và chưa kể cả là hệ thống thanh khoản cái nguồn ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại cũng đảm bảo. Cho nên là cái việc mà duy trì cái mức lãi suất 0% đối với đồng đô thì nó hiện nay nó chưa ảnh hưởng đến cái hệ thống chung của toàn ngân hàng, và chưa đến mức nguy hiểm là mà các ngân hàng phải đi mức lãi suất qua đêm. Nên là ở thời điểm hiện nay thì mình cho rằng là cái hiện tượng này nó sẽ không xảy ra. Theo đánh giá là đấy là một cái chính sách đúng, và đến hiện nay theo cái số liệu thống kê báo cáo thì cái chính sách này đã phát huy tác dụng tương đối tốt. Cái biểu hiện là cái tình trạng găm giữ ngoại tệ đã được giảm rất là nhiều, và cái cung về ngoại tệ cho cung về đặc biệt là đồng đô la cho nền kinh tế tương đối dồi dào. Và đấy cũng là một cái tín hiệu là cái chính sách này đã phát huy tác dụng tốt. Có thể thấy câu chuyện chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài không liên quan mật thiết với chính sách áp trần lãi suất tiền gửi đô la Mỹ ở mức 0% của ngân hàng nhà nước. Đặc biệt là mới đây, trong ngày 10 tháng 10 vừa qua, ngân hàng nhà nước cũng quyết định giảm giá mua vào đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với mức áp dụng kể từ cuối tháng 6 năm 2017 đến nay. Đây cũng chính là thông điệp của ngân hàng nhà nước đang có nguồn cung ngoại tệ dồi dào và sẵn sàng tạo cung giá thấp hơn trần để bình ổn thị trường nếu cần. Theo các nhà phân tích tài chính, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng gặp nhiều khó khăn và thách thức, sẽ khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư của mình, cũng như Fed có khả năng tăng lãi suất tới đây sẽ dẫn tới việc nguồn kiều hối tăng chậm lại. Vậy làm thế nào để hút dòng kiều hối về Việt Nam tốt hơn trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn như vậy? Đây sẽ là nội dung mà phóng viên VTV sẽ đề cập đến trong phóng sự sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Một trong những chính sách khuyến khích kiều bào hay những người lao động Việt Nam tại nước ngoài chuyển kiều hối về nước được các ngân hàng thương mại cũng như tổ chức chi trả kiều hối áp dụng là giảm mức phí chuyển kiều hối. Đây được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thu hút dòng kiều hối đổ về Việt Nam, đặc biệt là trong những tháng cuối năm được xem là mùa cao điểm của kiều hối. Này các cái ngân hàng thương mại rồi các cái tổ chức kinh tế mà được phép làm cái chi trả kiều hối trực tiếp đó, họ đang tạo ra nhiều cái sản phẩm, đặc biệt đó là chi trả kiều hối tại nhà hay là giảm cái phí để mà gọi là chuyển tiền kiều hối về nước. Thì cái phí hiện nay thì chúng tôi đánh giá là cũng rất là cạnh tranh, nhưng mà để có cạnh tranh và để thu hút nhiều nữa thì các ngân hàng, các tổ chức kinh tế hiện nay đang nghiên cứu và có thể giảm phí nhiều hơn để từ đó thu hút lượng kiều hối nhiều hơn trong những tháng cuối năm, đặc biệt là đây là những cái tháng mà cao điểm của kiều hối trong năm. Bên cạnh chính sách quản lý ngoại hối, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một chính sách quan trọng không kém trong việc thu hút dòng kiều hối chảy vào Việt Nam thông qua những ưu đãi cho kiều bào khi họ mang kiều hối về kinh doanh hay đầu tư. Có thể là về cư trú, có thể là về việc sở hữu tài sản tại Việt Nam, đặc biệt là bất động sản, hoặc những cái cơ chế mà chúng ta có thể cân nhắc về cái việc thuế thu nhập mà cho cái một là cho cái doanh nghiệp mà do người Việt kiều đó đứng tên làm chủ doanh nghiệp, hai là cái thu nhập cho cái người Việt kiều đó mang cái dòng vốn đó về thì sẽ được cái ưu đãi như thế nào nếu cái dòng vốn nó trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh hoặc một số các cái ngành nghề nào đó mà chúng ta đang muốn khuyến khích phát triển hơn nữa. Xong, bên cạnh những chính sách đã có, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam xây dựng kênh thông tin rộng rãi cho kiều bào về chính sách đầu tư, chính sách tỷ giá và điều hành tiền tệ tại Việt Nam để họ có thể tiếp cận các cơ hội đầu tư. Đó là cơ sở để Việt kiều yên tâm chuyển tiền về nước cũng như đưa ra quyết định sử dụng đồng tiền có lợi nhất đối với họ, từ đó giúp Việt Nam thu hút kiều hối tốt hơn. Cái thứ ba mà tất cả hiện nay là chính phủ vẫn chưa lưu tâm đến, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cần phải suy nghĩ đến, đó là cái vấn đề về truyền thông. Truyền thông hiện nay là cần phải cho người dân kiều bào còn phải nắm rõ được cái tình hình chính sách đầu tư và cũng như chính sách tiền tệ về quản lý tỷ giá của Việt Nam để có thể thu hút cái nguồn kiều hối này quay về Việt Nam. Tôi cũng thấy là gần như chúng ta không có một cái kênh nào chuyên về tài chính, thông tin chuyên về kinh tế. Nếu chúng ta muốn thu hút cái dòng vốn kiều hối nhiều hơn nữa
thì cái điều quan trọng là chúng ta phải mang thông tin đến cho các cái nhà đầu tư tiềm năng là Việt Kiều, những người đang có cái dòng vốn nhiều hoặc là dòng vốn nhàn rỗi và họ rất sẵn lòng để đầu tư về Việt Nam. Những năm qua, dòng kiều hối là một trong những nguồn bù đắp thâm hụt cán cân thương mại, góp phần vào dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Cũng như hỗ trợ cung vốn cho các doanh nghiệp trong nước, thì việc thu hút nguồn vốn kiều hối đáng được lưu tâm, bởi đây được xem như là dòng vốn vàng của nền kinh tế Việt Nam. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí ngân hàng của chúng tôi tuần này. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.